Sedemec, loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện sản xuất tại Việt Nam và được đánh giá là khắc tinh của căn bệnh nghiện ma túy, đồng thời làm thay đổi quan điểm nghiện ma túy không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Công trình nghiên cứu và thử nghiệm thuốc Sedemec do Viện Nghiên cứu và Điều trị các bệnh hiểm nghèo thực hiện từ năm 1995. Năm 2003, đã được Hội đồng Khoa học Nhà nước nghiệm thu kết luận thuốc Sedemec sử dụng an toàn, không độc, không gây nghiện, có hiệu quả làm bình ổn các triệu chứng của hội chứng cai nghiện là thèm đói ma túy và dị cảm. Vừa qua thì Sedemec qua quá trình nghiên cứu 20 năm, được nghiên cứu rất là đầy đủ từ cấp độ cơ quan đến tế bào phân tử, thì cái Sedemec này đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thuốc cai nghiện. Thứ nhất là nó xuất phát từ hoàn toàn bằng thảo dược, có tính an toàn cao, người bệnh có thể cái liều dùng hiện nay còn cách xa liều cho phép hàng trăm lần, chứ là không có sợ ngộ độc. Và thứ hai là Sedemec thì không có tính gây nghiện. Và thứ ba là Sedemec thì cắt cơn rất êm dịu, bình ổn được cái triệu chứng dòi bò mà người bệnh sợ nhất. Nhưng mà cái điều đáng quan tâm là ngoài cái cắt cơn đó thì Sedemec lại còn loại bỏ được cái sự lệ thuộc sinh học, là khả năng thèm đói ma túy cấp diễn, là sau 5 đến 7 ngày là bệnh nhân có thể là không còn ham muốn dùng ma túy nữa và có thể uống rượu vào mà không thấy đòi hỏi. Và sau khi điều trị duy trì 6 tháng thì người bệnh có thể đề kháng được tính lệ thuộc tinh thần, có nghĩa là nó loại bỏ được nguyên nhân tâm lý. Như vậy tóm lại là Sedemec vừa có tính an toàn cao, rồi có cắt cơn êm dịu và nó loại bỏ được nguyên nhân sinh nghiện là sinh học và tâm lý học. Mô hình điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng bằng Sedemec đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Lai Châu, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Nai, đạt kết quả khỏi bệnh ở tỷ lệ cao, như Thái Nguyên đạt 26%, Lai Châu là 37,8% bệnh nhân không tái nghiện sau 30 tháng. Vừa qua thì Bộ Y tế có quyết định 5635 ngày 31 tháng 12 là cho phép thuốc Sedemec được lưu hành tại cộng đồng theo phác đồ nghiên cứu mới, 5 ngày điều trị tấn công và 6 tháng điều trị. Để đáp ứng nhu cầu người nghiện thì chúng tôi sẽ trong 5 năm đầu chúng tôi không bán thuốc do, vì chúng ta cần phải có thời gian để cập nhật thông tin tới người bệnh và gia đình người bệnh để hiểu được phác đồ. Cho nên là trong 5 năm tới thì những bệnh nhân mà có nhu cầu sử dụng Sedemec sẽ ở những địa phương mà có dùng Sedemec thì đến các chi cục phòng chống tệ nạn xã hội hoặc đến sở y tế đăng ký. Còn những trường hợp mà những tỉnh không có mà bệnh nhân muốn điều trị ở nhà thì sẽ đến viện nghiên cứu điều trị bệnh nghèo để được tư vấn khám xét và điều trị tại nhà. Và những thông tin mà hiện nay giao bán trên mạng của một số trang mạng là tôi cho là bất hợp pháp, vì thuốc Sedemec là ngoài duy nhất chỉ có viện quản lý và phân phối. Thế thì đề nghị dân là không có mua thuốc giao bán trên mạng, bởi đó là thông tin giả và thuốc giả và bất hợp pháp. Tháng 12 năm 2013, Thủ tướng phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. Một trong 5 giải pháp của đề án là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sản xuất, cung ứng thuốc, phương pháp điều trị nghiện, xác định thuốc Sedemec là một trong các 7 thuốc hỗ trợ điều trị ngắt cơn nghiện. Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Y tế đã có quyết định cho phép sử dụng thuốc Sedemec trong hỗ trợ điều trị ma túy nhóm opiate tại cộng đồng. Năm 91 tôi về thì đến năm 92 là 93 tôi đã nghiện. Gọi là đến 95 là tôi nghiện nặng. Khi đó thì tôi cũng làm gỗ trên thèn. Khi về thì tôi cảm thấy tôi là người bị nghiện này, tôi cảm thấy nó muốn rất là muốn cai, nhiều cách tôi dùng bung sen này, tôi dùng rất nhiều loại thuốc, rồi là cách ly đi có thể đi Quảng Ninh rồi đi Gia Lai rồi rất nhiều nơi để tôi trốn tránh, nhưng mà khi quay về đến Thái Nguyên tôi vẫn cứ nghiện. Thế sau đó thì tôi cũng phải chấp nhận con số phận mình là chung với nghiện này, nó là bệnh nghiện đấy. Năm 2010 tôi đã nghe thấy ông cả ông trên TVV là ông Nguyễn Phú Kiều là ông có chương trình Sedemec cai nghiện rất tốt, nhưng thực ra tôi không tin này. Vì tôi cai rất nhiều loại thuốc rồi cũng không được. Đầu tiên là dùng 5 ngày là tôi uống thuốc thì tôi dùng thuốc ngủ. Thế xong đến tôi dùng thuốc cũng không ông Kiều. Cũng tôi bảo thế này thì tốt quá, thì bây giờ tự nhiên mình không thèm nữa. Từ đấy đi là tôi dùng thời gian nó cũng 6 tháng liên tục. Mà nhiều lúc đang dùng có nhiều bạn bè anh em đến không tin là tôi cai. Hy vọng cơ quan chức năng nhà nước sớm đưa Sedemec vào đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam, góp phần phòng và điều trị căn bệnh nghiện ma túy có hiệu quả.